tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Anh Bảy Gò Công của tác giả Phượng Trí. Tác phẩm được nhà xuất bản Tam Kỳ Thư Xã phát hành tại Hà Nội năm 1944. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, tập cuối. Ông bác già. Tâm đi làm đã được 5-6 hôm rồi. Công việc ở sở chàng thấy cũng dễ chịu. Ông chủ tuy là người siêng năng, cần mẫn, song không ác nghiệt khắc khe. Mọi công việc trong nom anh em làm lụng ở ngoài bến tàu, Tâm hoàn toàn giao phó cho quý trong nom, và chàng chỉ đảo qua một lượt để xem xét khi nào cần lắm. Hai tớp phu khuân phát ở bến, một nguyên ở dưới quyền Tâm cai quản, một ở dưới quyền quý chỉ huy, bây giờ đã hợp làm một và cùng làm lụng rất là hòa thuận vui vẻ. Tâm thấy thế cũng yên lòng và mừng rằng từ nay mình may ra có thể làm ăn hẳn hoi, không còn sợ phải xảy ra chuyện gì làm cho mẹ chàng phải buồn lòng. Chàng chỉ còn lo có một điều là chàng chưa xoay sở được đủ số tiền để giúp Thục trả món nợ của Ký Bồng. Nhưng may mắn làm sao, một hôm bỗng Thục cho thằng em trai sang mời Tâm qua chơi. Chàng hỏi thằng bé mới biết rằng nguyên có ông bác ở nhà quê ra chơi, ông Tú Hiệp, nên Thục muốn mời Tâm sang chơi nói chuyện. Thằng bé lại cho chàng biết rằng ông Tú đã bỏ một số tiền ra giúp cháu để trả xong xuôi số tiền còn nợ của Ký Bồng. Hắn tuy đi vắng nhưng người nhà hắn đã nhận tiền và giao cho biên lai cẩn thận. Nguyên ông Tú đi chơi xa về tới nhà mới nhận được thư của Thục báo cho biết ông Ba Hân bố Thục ốm nặng. Thấy thư đến đã non nửa tháng, bây giờ ông mới được đọc. Ông Tú vội vàng thu xếp rồi lên thăm em ngay. Tới nơi ông thấy Ba Hân tuy ốm đã lâu ngày song không lấy gì làm trầm trọng lắm, nên ông cũng yên lòng. Thấy cháu đừng lo lắng về món nợ của Ký Bồng, ông liền đem ra giúp cháu trang trải và nói rằng: khi đi vội vàng ta cũng không mang theo nhiều tiền, nhưng để ta gửi giấy về nhà quê lấy thêm. Hiện giờ thì ta hãy trả số tiền kia đi cho xong đã, chứ để cháu phải chịu ơn một người xa lạ thì ý ta không muốn. Nghĩ ngợi một lát, ông Tú Hiệp lại nói: nhưng dù sao thì người ta có lòng tốt đối với mình cũng phải biết ơn. Vậy thì cháu tính hãy sang mời ông ấy sang đây để ta nói lại vài lời. Chính vì thế mà khi tính em của Thục mời Tâm sang thì ông Tú Hiệp mời ngồi chơi, pha nước uống rồi nói rằng: chúng tôi vừa ở nhà quê ra, vì được thư cháu nó gửi báo tin chậm qua, lại được cháu thuật lại ý ông muốn giúp đỡ, chúng tôi thực cảm động vô cùng. Tấm lòng quý hóa thực chúng tôi ít thấy, không biết lấy gì đáp lại. Chúng tôi chỉ có mấy lời gọi là tỏ lòng biết ơn. Tâm vội vàng chắp tay thưa: xin cụ chớ dạy thế, mà tôi rất lấy làm hổ thẹn, vì rằng tuy tôi có nói sẽ giúp cô Thục thực, nhưng nào đã xoay sở giúp đáp được gì đâu. Ông Tú Hiệp cười mà hỏi lại rằng: nhưng nếu đã xoay được món tiền rồi, hẳn là ông không sai lời hứa. Tâm gật đầu trả lời: vâng, điều đó thì chắc chắn, vì tôi tuy nghèo túng thực, song từ xưa tới nay chưa hề chịu sai lời hứa hẹn bao giờ. Ông Tú Hiệp cười khà mà bảo rằng: tôi được nghe một người trẻ tuổi như ông nói những câu ấy rất lấy làm thích, vì tôi xem chừng gần đây người ta không coi lời hứa hẹn vào đâu cả. Về chữ tín, cổ nhân xưa có nói: khi người quân tử nói ra một lời thì ta có thể tin rằng việc đó như đã làm rồi. Liếc nhìn Tâm, ông Tú lại tiếp: và đối với ông là một người vốn trọng chữ tín, việc giúp đỡ kia tuy chỉ mới nói, tôi cũng có thể coi như đã làm rồi. Vậy cho nên tôi mới bảo cháu nó sang mời ông qua chơi để có đôi lời cảm tạ. Tâm chắp tay thưa: nhưng đó là bổn phận của người lân lý, chẳng cứ gì tôi đã gọi là hàng xóm láng giềng, tắt lửa tối đèn có nhau, thì ai mà chẳng phải sẵn sàng giúp đỡ như tôi. Chính vì thế mà chúng tôi tự thấy chẳng xứng đáng nhận lời cảm ơn quá đáng của cụ và cô Thục. Nghe lời Tâm đối đáp, ông Tú Hiệp có ý khen thầm Tâm tuy hãy còn ít tuổi mà cách ăn nói lại đứng mực đàng hoàng,
không có lất cất lông bông như nhiều kẻ khác đồng tuổi. Về phần Tâm cũng rất kính phục ông Tú, có thể làm tiêu biểu cho phong độ các nhà nho thuở xưa, hòa nhã, vui vẻ. Riêng mình có đôi chút kiêu kỳ nhưng vẫn kính người ra mặt. Tâm đã đôi lần liếc trộm ông Tú, tuổi tuy đã cao nhưng người hãy còn khỏe mạnh rắn rỏi. Nhất là cặp mắt thì nhiều khi lộ ra vẻ hiên ngang khí phách, làm cho người đối diện phải khiếp phục. Nhưng với mấy chiếc móng tay dài, chiếc khăn lược chít lấy, với dáng điệu phong nhã hào hoa, thì lại rõ là một bậc văn nhân thi sĩ của thời xưa, cái thời khoa cử chiếu lều, ngắm hoa vịnh nguyệt. Ngay lúc này cánh cửa bỗng có người đẩy mạnh vào. Tâm và Thục nhìn ra đã thấy cái bộ mặt đáng ghét Ký Bồng giận lại. Chẳng đợi Ký Bồng nói năng gì, Tâm đã cau mặt hỏi: "Tiền nhà ông đã lấy rồi, vậy ông còn muốn gì nữa?" Ký Bồng cười nhạt gật đầu: "Những món nợ trước đã trả xong lại là một chuyện, mà người ta đến đây lại là một chuyện khác. Nghĩa là tôi không muốn cho những người chay lười tiền nhà ở nữa." Tâm điềm nhiên lắc đầu: "Ông không có quyền đuổi ai hết, theo như thể lệ hiện thời." Ký Bồng cười nhạt: "Anh không cần phải dở lý với tôi. Nhà của tôi có cách để đuổi không cho ở nữa." Thục đấu dịu: "Cụ Ký, chẳng nên nóng nảy như vậy. Nhà cụ làm thì cũng cố để cho thuê, mà chúng tôi thuê thì cũng trả tiền, chứ có ở không đâu." Ký Bồng ung dung kéo ghế ngồi rồi bảo: "Nhưng cô hay chậm tiền nhà nhiều lắm." Thục rót nước mời Ký Bồng uống rồi cười mà bảo: "Thì cụ tính, ai mà chẳng có lúc nhở ra. Vả lại trước sau thì chúng tôi cũng vẫn phải chu tất hẳn hoi. Cụ cho người khác thuê thì thà để chúng tôi là những người đã quen thuộc ở chẳng hơn ư?" Ký Bồng biểu mồm nói: "Gớm, sao mà bây giờ cần đến người ta thì nói ngọt thê, những lúc khác lại cứ xa xả, chẳng biết nể nang gì ai hết." Tâm thấy Ký Bồng kiêu ngạo quá, tức mình bảo: "Còn tôi thì chẳng cần phải ngọt ngào với ai hết, mà ai cũng chẳng có quyền đuổi không cho tôi ở nữa." Ký Bồng chỉ tay vào mặt Tâm mà bảo: "Còn anh thì hãy cứ biết phận anh đã. Này, ta bảo cho mà biết, cái mặt anh thì cứ liệu mà tìm chỗ dọn đi, ta nhất quyết không cho ở nữa. Rồi anh muốn lý sự gì hãy hay." Thục cố sức tìm lời giảng giải: "Ông Tâm đừng nói gì nữa, cụ Ký hãy khoan chứ nên vội giận." Ký Bồng lắc đầu bay bẩy: "Không, tôi đã nhất quyết rồi. Còn về phần cô thì tôi đã định như thế này: nếu cô muốn ở nữa thì phải chồng luôn trước cho tôi 3 tháng tiền nhà, nhược bằng không thì cứ liệu tìm nhà khác mà dọn." Ông bác của Thục lúc này mới lên tiếng nói: "Xin lỗi ông có nhà cho thuê, tiền chúng tôi đã đưa trả đủ cả, có giấy biên lai cẩn thận hàng tháng. Vậy tôi thiết nghĩ ông không có lý gì mà bỗng nhiên bắt buộc chúng tôi đưa nộp tiền trước 3 tháng. Ký Bồng liếc nhìn ông Tú Hiệp rồi bảo: "Ông là ai? Tôi không nói chuyện với ông." Tâm nói: "Ông chớ có vô lễ, cụ đây là bác ruột của cô Thục." Và quay lại phía ông Tú, Tâm tiếp: "Xin cụ cứ lặng yên để tôi nói chuyện với hắn. Tên này là kẻ nhẹ không ưa, ưa nặng." Ký Bồng bảo Thục: "À, ra có phải bây giờ cuộc cậy thế có tên Du Côn này phải hay không? Này, tôi bảo cho mà biết, bây giờ thì gọi là đem chồng ngay 6 tháng tiền nhà ra, tôi cũng không bằng lòng cho ở nữa. Hãy liệu mà bảo nhau dọn đi chỗ khác, không có thì không yên với tôi đâu." Tâm sừng sộ tiến đến trước mặt Ký Bồng hỏi: "Không yên thì ông định làm gì?" Chợt nhớ đến cái ngã bằng trời giáng đêm hôm nào, Ký Bồng vội vàng bước giật lùi ra khỏi cửa rồi nói: "Được rồi, làm gì thì sẽ biết. Ta hẹn cho bọn mi 5 hôm nữa, có đường có nẻo thì xéo, không có thì ta cho người vất tất cả đồ đạc ra đường đấy." Và trước khi bước đi, Ký Bồng còn lẩm bẩm một câu đe dọa: "À, mi đã muốn Du Côn thì ta lại Du Côn gấp 10 cho mà xem." Ký Bồng đã đi rồi, ông Tú Hiệp mới mỉm cười mà bảo rằng: "Gớm, người đã có tuổi mà sao ăn nói hàm hồ, chẳng đâu vào đâu cả." Tâm thưa: "Vâng, lão chính là thân lừa, chỉ hay ưa nặng, nói phải trái với lão chỉ phí lời." Thục lộ vẻ lo lắng: "Nhưng kể ra gây thù chuốc oán với lão cũng là một điều đáng lo cho chúng ta." Tâm quả quyết bảo: "Xin cô cứ yên tâm, để rồi xem lão có thể giở trò được gì không. Bắt nạt được chúng ta, lão tưởng dễ thế kia ư?" Lời hứa của Ký Bồng. Công việc sở, Tâm cũng không phải bận rộn lắm,
mà công việc sai các anh em ở ngoài bến tàu, một mình Quý đảm đương cũng đã vào quy củ. Tâm không cần phải lo lắng gì nữa. Từ khi có dịp quen Thục và gần Thục, Tâm thấy những giờ phút ở gần nàng vui lắm. Vì thế cho nên hễ tan giờ làm là chàng vội vã về ngay nhà, và hễ có dịp là chàng chạy sang chơi bên hàng xóm, nhất là đã có ông bác Thục ở đó. Tâm không còn phải e ngại gì điều tiếng nữa. Nhưng tính ông Tú Hiệp vốn ít nói, cả ngày chỉ nằm đọc sách thánh hiền, nên Tâm có sang chơi hầu hết là đều do Thục tiếp cả. Càng được gần gũi Thục, Tâm thấy nàng quả là một cô con gái hiền thục đáng yêu, không giống như nhiều thiếu nữ nhà giàu chỉ biết lo việc điểm trang đàn điếm. Thục chẳng những tần tảo nội trợ tề gia, lại tỏ ra là một người nhẫn nại dịu dàng, biết quý đồng tiền cũng như biết trọng người hảo tâm chân thật. Có lẽ Thục đã thấy trái tim mình xao động mỗi khi ngồi gần Tâm. Nàng gìn giữ có ý muốn lảng tránh Tâm để cho bác mình ngồi nói chuyện với chàng, nhưng không hiểu sao nghe Tâm nói việc này qua việc khác, Thục cứ thấy muốn nghe và khó dứt đi ra chỗ khác được. Và ông Tú Hiệp như đã biết rõ tình hình, dở một trang sách, lau cặp mắt kiến rồi mỉm cười, và lại chăm chú đọc như hình không biết đến đôi niên thiếu đương sống mơ màng trong khoảng đầu tiên của giấc mộng yêu đương. Thấy Ký Bồng không qua lại xin chuyện gì nữa, Thục và Tâm thấy đều yên tâm, cho rằng có lẽ lão chỉ dọa nạt qua loa như vậy rồi thôi. Nhưng Tâm xiết bao lo lắng khi thấy mẹ mình độ này ít ngủ, kém ăn và đôi khi như lên cơn gây sốt. Săn sóc hỏi han để mời thầy thuốc, bà cụ chỉ lắc đầu mà bảo: "Không, tao có làm sao đâu. Thỉnh thoảng dở dời, thấy ván vất là sự thường, có gì đáng kể." Nhưng không, đêm nằm, Tâm để ý thấy mẹ mình rất ít ngủ, luôn luôn trằn trọc và nhiều lúc lại thở dài. Chàng sợ hãi nhưng nghĩ mãi không tìm ra căn nguyên sự buồn phiền của mẹ mình, đành phải đợi đến hôm sau hỏi lại chị Tuyết xem có biết. Thế là nhân lúc vắng vẻ, Tâm lập tức hỏi Tuyết rằng: "Chị à, em xem hình như U có điều gì bực dọc nghĩ ngợi thành bệnh, có phải thế không hả chị?" Tuyết gật đầu: "Có lẽ thế." Nhưng thấy Tuyết lặng yên không nói tiếp, Tâm vội hỏi: "Chắc chị biết rõ nguyên cớ U buồn, vậy lại chị hãy nói cho em được rõ." Để cho Tâm phải van nài hai ba lần, Tuyết mới chịu nói: "Đây là chị đoán thôi, chứ cũng không dám nói quyết là đúng sự thật. Chị ngờ rằng hôm em đêm khuya xa nhà cô Thục, U có biết." Tâm giật mình: "Chết chữa, làm sao U biết được?" Tuyết mỉm cười: "Thế tại làm sao chị cũng biết? Nghĩa là chị đoán hôm ấy U cũng như chị đều đã sực thức. Vậy khi Ký Bồng vào nhà Thục để hành hung, nhưng cũng như chị, U làm như không biết, không hỏi han gì em cả, nhưng chắc trong lòng người thì chẳng được vui nào." Tâm nghe nói lo lắng vô cùng, suy nghĩ dây lâu rồi hỏi lại chị rằng: "Vậy theo ý chị, có lẽ U ngờ em không đứng đắn xa nhà cô Thục đêm hôm khuya khoắt là một việc đáng chê trách chăng?" Tuyết ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời: "Đó có lẽ cũng mới là một phần. Cứ như chị đoán thì điều em làm U phải buồn phiền hơn cả chính là việc em làm dữ với Ký Bồng." Ngừng lại một lát, Tuyết lại nói: "Chị đoán như vậy là vì thường thấy U lộ vẻ lo lắng mà bảo rằng ta chỉ sợ tính khí thằng Tâm sẽ lại ngang tàn hung tợn giống như thầy mày thuở thiếu thời, thì thật là một sự đáng buồn." Tâm hỏi lại: "Em sinh sao không biết, vậy chị thấy hồi xưa khi chưa sinh em, thầy tính khí ngang tàn lắm hay sao?" Tuyết lắc đầu: "Không, thuở xưa thầy thế nào thì chị không được biết, nhưng chị chỉ biết hồi trẻ, hễ khi thầy tức giận điều gì, mắt sáng quắc, hai hàm răng nghiến chặt như định nổi sung, thì U lại dịu dàng đến gần mà hỏi, thầy nó không nhớ lời hứa hay sao?" Tâm hỏi: "Thế chị thấy thầy trả lời thế nào?" Tuyết lắc đầu: "Thầy không trả lời gì cả, nhưng dịu ngay nét mặt xuống, như hối hận và biết lỗi của mình, không tỏ chút gì là nóng nảy nữa." Tâm cau mày nghĩ ngợi, chốc lát mới băn khoăn hỏi Tuyết: "Vậy bây giờ chị bảo em phải làm thế nào cho U hết giận?" Tuyết lắc đầu: "Chị cũng không biết nữa, nhưng có lẽ tốt hơn hết là em từ nay nên giữ gìn cẩn thận, đừng có làm điều gì cho U phải buồn nữa. Rồi lâu dần chắc U cũng khuây khỏa mà quên những lỗi trước của em đi."
Tâm cúi đầu vâng dạ, hứa với Tuyết sẽ theo đúng lời chị dặn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Buổi tối hôm ấy, Tâm vừa ở sở về còn ngồi đọc báo, định đợi Quý về sẽ cùng ăn cơm một thể. Nhưng chợt Tâm nghe thấy bên nhà Thục có tiếng người huyên náo. Nghi ngại, chàng lắng tai nghe, thấy có tiếng vài ba người nói: "Không lôi thôi gì cả, chúng tôi chỉ như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Người ta dặn thế thì tôi làm thế." Tiếng người khác phụ họa: "Phải rồi, cụ Ký cụ ấy bảo anh em mình vất bỏ đồ đạc nhà này ra đường, thì chúng mình cứ vất, tội vạ đã có người chịu." Tiếng người thứ ba tiếp: "Thôi, anh em làm cho trong chóng xong công việc đi, còn phải về chén chứ." Tiếng Thục van xin: "Xin các bác hãy khoan khoan một tí để tôi nói lại với cụ Ký." Có tiếng cười khanh khách: "Rượu thì cô cứ đi mà nói lại với cụ Ký, chúng tôi có nói làm sao đâu. Nhưng có điều chúng tôi ít thì giờ lắm, vậy chúng tôi phải mỗi người một tay bỏ mấy cái bàn ghế giường khoảng này ra ngoài cửa đã." Tên khác cười tiếp: "Và lúc sau đó nếu cô nói với cụ Ký bằng lòng thì chúng tôi lại vui lòng xếp trả đồ đạc vào cho, mà cô cũng chẳng phải mất gì, chỉ biện cho anh em đầu nước." Rồi tên này quay bảo anh em: "Nào anh em, mỗi người một tay vào, nhậu lên một tí." Tâm đã thừa hiểu đó là Ký bồng theo đúng lời dọa, cho người đến hành hung và vứt bỏ đồ đạc nhà Thục ra đường. Chàng thấy mình cần phải sang can thiệp, chứ không thì Thục là một người con gái, ông Tú Hiệp lại là một ông già, thì đối phó thế nào lại được với bọn hung dữ kia. Nhưng chợt nhớ lời hứa với chị, Tâm ngần ngại quay lại nhìn mẹ. Bà cụ mấy hôm nay mệt hơn, đương nằm quay mặt vào phía tường, hơi thở đều đều, có lẽ đương ngủ. Tâm đã đứng dậy, nhưng nghĩ đắn đo thế nào lại ngồi xuống chỗ cũ. Liếc nhìn Tuyết, Tâm thấy chị cũng đương lắng tai nghe những lời đối đáp ở nhà bên. Tâm thấy tiếng ông Tú Hiệp bảo: "Các anh không có quyền như thế." Bọn kia nhao nhao bảo: "Chẳng quyền hành gì cả, chủ nhà bảo sao thì chúng ta cứ thế mà làm." Có tên lại bảo: "Này, đừng có lôi thôi mà không xong đâu, chúng tớ thấy già thì thương hại, bảo thực cho đấy." Một tên khác bảo: "Nghĩa là chúng tớ có trần là trần những thằng cha nào bướng bỉnh lên mặt ta đây, kẻ giờ kìa. Chứ cụ thì chúng tớ cũng nể, tuổi tác già nua yếu đuối chẳng nỡ ra tay." Một tên cười khanh khách: "Phải rồi, chú nó nói phải đó. Lão Ký bồng thuê tiền chúng ta đánh cho thằng cha kia một trận bò lê bò càng, chứ có thuê chúng ta giết ai đâu. Mà cụ già này thì chỉ chạm đến là đủ đi về chầu tiên tổ rồi, còn gì nữa." Tâm cau mặt nghiến răng vò nát tờ báo trong tay. Chàng lại thấy có tiếng xô đẩy bàn ghế và tiếng người quát: "Anh có muốn sống thì ngồi yên không? À, hay là thằng già này muốn người ta hóa kiếp cho đây?" Không thể chịu được nữa, Tâm vùng đứng dậy. Và chàng cũng thấy Tuyết dịu dàng bảo: "Ừ, em Tâm thử sang bên cạnh xem có chuyện gì." Chỉ ba bốn bước, Tâm đã sang đến nhà Thục, đẩy cửa bước vào. Không kể Thục và ông Ký Hiệp, trong nhà lúc này có ba người nữa. Kẻ bộ pyjama lụa đỏ viền xanh sặc sỡ, kẻ mặc áo cọc tay quần sót, kẻ đánh chiếc quần lạnh bóng với chiếc áo bành tô vàng. Thấy có tiếng Tâm vừa đẩy cửa vào vừa hỏi: "Ai làm gì đấy?" Bọn ba người kia như đã sẵn sàng đón đợi, lập tức chia ra hai bên đứng tránh lối cho Tâm vào. Có kẻ đã thu thu trong tay một chiếc bơi chèo ngắn mà chẳng biết lúc nãy hắn giấu chỗ nào trong người. Và Tâm vừa vào khỏi cửa, tên quần lạnh bóng đã nhanh nhẹn quay lại khép cửa đứng chẹn lối ra. Trong khi hai tên kia đắc chí bảo: "Gớm, sao chậm thế, cô cậu để bọn ta chờ mãi." Tâm lúc này đã ung dung khoanh tay nhìn chúng hỏi: "Các chú muốn gì?" Mấy tiếng kêu ngạc nhiên: "Ấy kia, trời ơi!" Luống cuống vì chiếc bơi chèo chẳng biết giấu đi đâu được, tên mặc áo lụa đỏ lúng ta lúng túng chẳng biết nói gì, mãi mãi mới cười khì khì một cách vô duyên mà bảo: "Kìa cậu Bảy, vậy mà bọn đàn em không biết." Tên quần sót cũng gãi đầu gãi tai mỉm cười một cách su phụ mà tiếp: "Nào cậu Bảy có bao giờ thèm cho đàn em biết được rằng ở chỗ này chứ, nếu biết thì gọi là để cả mâm vàng ra, bọn đàn em chẳng dám bén mảng." Tên quần lạnh bóng đứng chấn cửa lúc nãy cũng bước vào, ngơ ngác nhìn Tâm, rồi như không hiểu, hất hàm hỏi hai đồng bạn. Tên mặt sọt đã vỗ vào vai hắn mà chỉ Tâm bảo: "Ừ, chú mày mới ở Minh Mỏ về, thì không biết cậu Bảy Gò Công thực. Nói về cậu thì dài dòng lắm, phải kể dày bằng pho truyền Tam Quốc thì mới hết được. Bây giờ thì chú mày hãy chào và xin lỗi cậu Bảy đi đã." Và tươi cười, tên mặt sọt giới thiệu hắn với Tâm:
Ba sừng bò cậu Bảy ạ, mới ở Hòn Gai về, hiện là hổ của Sâm Công Lạc. Tâm để ý thấy ba sừng bò cau mặt, tỏ vẻ khó chịu và dường như lưỡng lự tính toán điều gì. Mặc cho hắn rụt rè suy nghĩ, làm như không biết có hắn ở đấy nữa, Tâm quay hỏi tên Mặt Sót. Thế nào, chú Ma Chính Thòn, chú độ này cũng phát sồi đấy chứ. Còn chú này nữa, ta trông quen mặt quá mà chẳng nhớ tên là gì. Tên mặc áo lụa đỏ cười khì rất nịnh thần mà bảo, cậu Bảy thì thèm nhớ gì đến thứ đàn em này đấy. Còn đàn em thì vẫn nhớ lắm, nhất là lần được hầu cậu xuống làm món hàng dưới cảng. Tâm chợt nghĩ ra, vui vẻ bảo, à thôi ta nhớ ra rồi, chú Hấp Hiêm. Nhưng sao chú độ rày trông gầy đi thế? Ký Bồng thuê tiền các chú đến đây vứt đồ đạc nhà này ra đường có phải không? Má Chính Thòn gật đầu. Vâng, nhưng lão nói đó không phải là việc chính. Lão dặn hãy cứ nói thế và hãy thấy có xin cậu tha lỗi. Thằng cha nào trông ngang ngang đến can thiệp thì trần cho nó một mẻ nên thân, chỉ có thế thôi. Tâm lại bảo, thế lão hứa hễ xong việc thì đãi các chú bao nhiêu tiền? Hấp Hiêm thưa, dạ lão bảo xin biện 30 đồng và một bữa chén ở Cao Lâu Viễn Hưng. Tâm bỗng rờ tay vào ví, nhưng chợt nhớ ra rằng mình hiện cũng chẳng có sẵn tiền. Tâm lại thôi và bảo, này mấy chú, ta bảo điều này nhé. Má Chính Thòn và Hấp Hiêm cùng thưa, vâng cậu cứ dạy, thế nào đàn em cũng xin vâng. Tâm lẩm bẩm tính trong chốc lát rồi nói, độ chừng 20 hôm nữa thì ta mới có tiền. Vậy thì bây giờ các anh em bằng lòng vậy, hôm đó ta sẽ đưa trả các chú 30, thế vào chỗ tiền thưởng của Ký Bồng. Vì khi các chú không trần được cái gì, cái thằng cha ngang ngang cho lão thì lão tất nhiên chẳng chịu trả tiền. Và còn bữa chén ở Cao Lâu Viễn Hưng thì... Không để cho Tâm nói hết lời, Má Chính Thòn vò gạt đi. Chết chữa, sao cậu Bảy lại nói thế? Đời nào đàn em lại dám như vậy? Hấp Hiềm cũng cười mà thưa, kể ra cậu tha đánh cho một trận cũng là may lắm rồi, đàn em còn dám mong muốn gì thêm nữa. Tâm lắc đầu, không, nghĩa là cứ tiền bạc phân minh để anh em khỏi phải ân hận gì cả. Vì rằng giá dụ cái thằng cha ngang ngang ấy không phải là ta, thì có phải cái chú đã được món tiêu rồi không? Hấp Hiêm cười, vâng, nếu cậu Bảy chẳng biết đàn em chẳng biết cậu, thì có phải thế nào anh em hôm nay đã chẳng phải một trận cậu nên cho tơi bời, thừa sống thiếu chết rồi không? Má Chính Thòn gãi đầu gãi tai rồi nói rằng, nghĩa là thế này đây, đến chiều mai đây đàn em xin mời cậu đến đánh chén ở Hành Thịt Chó Lão Sức, để cho đàn em được mời cậu mấy chén rượu tạ tội. Chợt nghe thấy bên nhà mẹ mình đang hò húng hắng, Tâm vội vỗ vai Má Chính Thòn rồi đẩy bọn họ ra cửa và vừa cười vừa bảo, thôi được rồi, thế nào cũng được, vậy thì chiều mai ta mời anh em đánh chén nhắm rượu chả chó. Hấp Hiềm và Má Chính Thòn đều đã bước ra khỏi nhà Thục, nhưng còn lại ba sừng bò, hắn vẫn đứng im chân trân nhìn Tâm như khiêu khích. Tâm cau mặt hỏi, còn chú nữa, chú muốn gì? Ba lạnh lùng bảo, tôi muốn nói để anh biết rằng tôi thì tôi chẳng bằng lòng thế. Tâm cười nhạt, vậy anh muốn thế nào? Ba sừng bò không trả lời câu hỏi, nhưng đột nhiên xông lên nhanh như chớp, nghiến răng rút phát lưỡi dao găm trong người, nhắm thẳng ngực Tâm đâm xuống. Những lời nghiêm huấn. Nhưng Tâm lại còn nhanh hơn nữa, chàng đã bước né tránh sang một bên và đánh một cùi tay làm cho con dao của ba bắn văng xuống đất. Rồi thuận thế Tâm thoi tiếp một quyền nữa, trúng cầm ba, làm cho anh chàng ngã vật xuống ngất liệm đi. Thục tưởng Tâm đã đánh chết người, hốt hoảng mặt tái cắt không còn hạt máu. Tâm thương hại bảo, Thục chớ sợ, thằng nhỏ này chỉ ngất đi tí chút thôi, chắc chỉ trong chốc lát là nó tỉnh táo như thường, không sao cả. Và quay lại phía Má Chính Thòn và Hấp Hiêm, Tâm bảo, bây giờ thì các chú chịu khó vứt giúp cái tả sách này ra ngoài kia, nhanh nhanh lên một chút. Như đã quen với những công việc như thế này, Má Chính Thòn và Hấp Hiêm cúi xuống, kẻ nâng chân người nâng đầu, xốc ba sùng bò lên nhẹ nhàng và gọn gàng như hắn chỉ là một đứa trẻ con. Và Hấp Hiêm hãy còn bỏ ra một tay để chặt chiếc mũ cắt két chào Tâm trước khi ra khỏi cửa. Nhưng Tâm bỗng ra hiệu cho hai người dừng bước. Chàng cúi nhặt con dao găm nhọn quắt mà lúc nãy nếu chỉ chậm chân tay một vài giây đã có thể kết quả tính mệnh của Tâm một cách rất dễ dàng. Dắt dao trả vào lưng cho ba sừng bò, Tâm lại bảo nhỏ bọn Hấp Hiêm, các chú nhớ giấu việc này, đừng cho Cấm Liên biết nhé. Vì không thì hắn tính vốn nóng nảy, lại sửa cho thằng cha này ngu dại này một trận nữa chứ chẳng không. Bọn Hấp Hiêm cũng vâng lời,
rồi khiêng ba đi. Tâm cũng vừa định quay vào chào ông Tú Hiệp và Thục để về thì ông Tú đã bước đến gần chàng, thành thực bảo: Cậu còn ít tuổi mà thật đã khá quá. Lúc nãy thấy thằng hèn nhát vùng rút dao, tôi lấy làm lo cho cậu quá. Tâm nhũng nhặn thưa: Thưa ông. Tâm đã gọi ông Tú bằng ông thay tiếng cũ trước đây. Từ khi chàng luôn luôn thân mật sang nhà này, cũng như ông Tú đã gọi Tâm bằng cậu và Thục đã gọi bằng anh, thay cho tiếng ông khách sáo trước kia. Tôi thoát được mũi giáo của hắn chẳng qua chỉ là may mắn tránh kịp đó thôi. Ông Tú lắc đầu: Không không, không phải là may mà chính là nhờ ở cái nhanh nhẹn tập luyện từ công phu. Cứ trong cái tay cậu đánh bật con dao của hắn và thôi tiếp một quyền trông ngoan quá là tôi đủ hiểu. Tâm nhìn ông Tú và lộ vẻ ngạc nhiên hỏi: Vậy ra ông cũng biết võ? Ông Tú mỉm cười lắc đầu: Tôi thì có cái võ trói gà không nổi. Tôi nói vậy là vì cậu hẳn rõ võ cũng như văn vậy. Cậu tuy không biết chữ, nhưng cứ trong cái tai một ông đồ thăm dò chẳng hạn, thảo như rồng bay phượng múa, những nét chữ già dặn, thì cậu cũng có thể đoán biết ngay đó là một vị có tài. Rồi ông Tú lại chép miệng mà tiếp luôn: Chà, mà chúng nó làm hung quá. Kể cũng may mà có cậu sang ngay, chứ không thì tôi già nua. Cái Thục lại là con gái yếu ớt thì chúng nó có làm nem làm chạo gì cũng chẳng biết đối phó cách nào. Thục cũng lộ ra vẻ kính phục nói: Tôi thật không ngờ rằng anh Tâm lại giỏi đến thế đấy. Gớm, cái hôm anh nhấc bổng ông Ký Bồng lên, tôi đã nghĩ thầm, không ngờ người anh trông nhỏ nhắn mà lại khỏe như vậy. Hôm nay thì thực, anh đánh thằng ấy một cái, tôi tưởng nó bị chết tươi ngay. Tâm cười: Thục tưởng thế đấy thôi, chứ hạng trâu lăng chúng nó thì gọi là búa bổ vào đầu vị tất đã làm sao. Thục lại tò mò hỏi: À, mà lúc nãy mấy người lại gọi là anh là anh Bảy Gò Công, vậy tại sao anh lại có cái tên kỳ quái ấy? Tâm cười: Nghĩa là chúng muốn gọi thế nào thì gọi chứ. Có lẽ chúng gọi thế tưởng là tôi sẽ thêm danh giá hẳn. Và sốt ruột ở nhà, Tâm lại tiếp ngay: Thôi, Thục cho tôi về nhé. Chuyện ấy thì còn dài lắm, để lúc nào rỗi rãi tôi kể cho Thục nghe chơi. Tâm về đến nhà thì đã thấy mẹ trở dậy từ bao giờ. Bà cụ nhìn Tâm một cách buồn rầu và như oán giận. Tâm sợ hãi len lét, hết nhìn chị lại đến nhìn mẹ, rồi mãi mãi mới dám hỏi: Chắc U vừa mới dậy. Mẹ Tâm thở dài: Phải, tôi vừa mới dậy lúc anh Sang đánh nhau với những người nào tôi không biết nữa. Và chép miệng bà cụ tiếp: Thấy anh tôi lại nghĩ đến thầy ngày trước, và tôi lại cho rằng đó là số phận của tôi. Trước kia đã từng phải khổ vì chồng, thì rồi đây tôi lại phải đến khổ vì con thôi. Nói đến đây bà cụ rơm rớm nước mắt, rút chiếc khăn tay ra lau và không nói thêm gì nữa. Tâm lo sợ vội vàng quỳ xuống cạnh mẹ và chàng van xin: Xin U cứ mắng chửi con, nhưng con lại U, xin U đừng khóc, con khổ lắm và biết hối lắm rồi. Bà cụ chỉ lắc đầu nức nở, nghẹn ngào chẳng nói gì nữa. Tuyết Như thương hại em cũng đứng dậy, rồi giơ tay lần lần đến bên cạnh mẹ. Và Tuyết cũng quỳ xuống bên Tâm mà thưa: Thôi lạy U, xin U tha cho em con, tha cho chúng con, Tâm nó đã biết tội nó rồi. Bà cụ thở dài cúi xuống, kéo Tuyết dậy và nghiêm giọng bà cụ tiếp: Tâm hãy đứng lên rồi ngồi xuống kia, mẹ bảo. Tâm sợ hãi vâng lời, rón rén ngồi bên mép ghế. Bà cụ yên lặng một lát rồi mới nghiêm giọng mà bảo Tâm: Tâm, con bây giờ đã lớn rồi, con hẳn đã biết nghĩ. Vậy con hãy trả lời cho U biết một điều, con có biết rằng U thương con lắm không? Tâm nức nở gật đầu. Bà cụ lại tiếp: Chị Tuyết con là phận gái, lại chẳng may trời bắt đuôi mù. U thương chị con đã đi hẳn một nhẽ rồi, nhưng còn con, U lại càng thương con hơn nữa. Con có biết tại sao không? Tâm nghẹn ngào lắc đầu. Bà cụ dịu dàng bảo: Ta thương con một phần là vì ta biết con không có tội lỗi chi cả. Tâm vội ngắt lời: Xin U đừng nói thế, con biết tội con đã nhiều. Bà cụ lắc đầu: Không con ạ, chính con không có tội. Vì những tội lỗi của con là đều chịu cái ảnh hưởng gia truyền.
ta thương con chính là vì thế. Hồi thuở nhỏ ta vẫn tin rằng rồi đợi con lớn lên, ta sẽ hết sức dạy dỗ giữ gìn, con sẽ không bị lầm lạc như thầy con xưa kia nữa. Tâm ngạc nhiên hỏi lại: Thầy con làm sao hỡi U? Bà cụ thở dài: Thầy con cũng như con, hay nói cho đúng hơn thì nếu con không biết sớm tu tỉnh thì rồi con cũng lại sẽ như thầy con vậy. Và rớt nước mắt, bà cụ bắt đầu kể lại cho Tâm nghe câu chuyện thuở xưa, câu chuyện tình duyên kỳ lạ. Dòng máu ngang tàn. Mẹ Tâm hồi còn con gái tên là Lan và đã nổi tiếng xinh đẹp trong vùng. Nàng đã 18 tuổi mà chưa đính hôn với ai cả, vì những người địa vị kém hơn nàng thì không dám hỏi, mà những kẻ môn đăng hộ đối thì thời đó, hạng thiếu niên này thường hay cậy mình là con nhà quyền quý, không chịu học hành, chỉ chơi bời lêu lỏng, hư hỏng đàn điếm. Thấy thế Lan rất lấy làm chán ghét, mặc dầu nàng chính cũng là con gái một vị quan huyện đương tại chức. Cha nàng tính rất liêm khiết, nên trong bọn đồng liêu ít có bạn thân, thường chỉ hay uống rượu ngâm thơ một mình, lấy văn chương làm thú di tâm dưỡng tính. Lan cũng có tính khẳng khái như cha nàng, là nàng đã nhất quyết thà chịu ở vậy suốt đời chứ không bao giờ lại lấy một người chồng không xứng đáng. Nhưng một việc xảy ra đã làm cho Lan phải thay đổi nhiều trong ý định. Một buổi chiều kia, Lan đi thăm một người bạn gái ốm. Khi trở về gần tới huyện thì gặp một bà lão ăn vận cũng lành lặn, nhưng dáng điệu bơ phờ tiều tụy vô cùng. Hai mắt bà lão đỏ hoe vì khóc, và chiếc vai con của bà cũng ướt đẫm vì có lẽ đã phải thấm lệ nhiều ngày. Thương hại, Lan dừng bước lại hỏi: Bà lão làm sao lại khóc như vậy? Lấy vạt áo lau nước mắt, bà cụ mếu máo trả lời: Tôi khổ quá cô ạ. Từ nhà cách đây có tới 30 cây số mà tôi đã chầu trực suốt 4 ngày vẫn chưa được gặp mặt. Thằng cháu bị bắt giam tại huyện này. Rồi bà cụ lại khóc ròng mà tiếp: Thân tôi thật là cực nhục cô ạ. Lúc này tiền lương đã cạn, tôi sẽ lại phải trở về, và chỉ sợ rằng lúc mang được tiền lên đây thì con tôi lại bị giải đi lên phủ, lên tỉnh, rồi thì thực không khéo mà bị tù bị tội, đi đày đi đọa ở đâu cho đến chết, tôi cũng không còn mong được thấy mặt con tôi nữa. Lan hỏi kỹ lại một lượt mới biết rõ con trai bà cụ tên là Cả Thích, mắc án ăn cướp, lại đứng đầu đảng nên bị giam xét rất là nghiêm ngặt. Thấy tình cảnh bà cụ, Lan rất thương hại, nhất là vì Lan thấy bà cụ cũng ngang ngang với tuổi mẹ mình. Nếu trời cho mẹ Lan hiện giờ còn sống, thiếu lòng ấp ủ của người mẹ hiền từ năm 13 tuổi, Lan thấy tấm lòng thương con của bà cụ mang mát bao la, thực đáng cảm động xiết bao. Lan an ủi bà cụ mà nói rằng: Thôi được, xin cụ cứ yên lòng, tôi sẽ tìm cách giúp cụ. Người đàn bà khốn nạn tưởng chừng giữa lúc khốn quẫn gặp được vị phúc tinh, vội vàng nắm chặt lấy Lan mà hỏi: Nếu vậy thì phúc đức quá, nhưng chẳng hay cô có cách gì giúp được già? Lan gật đầu bảo: Được rồi, cụ cứ hãy theo tôi vào trong này đã. Vừa nói Lan vừa dắt bà cụ đi vào trong cổng huyện. Thấy vậy bà cụ tuy không nói ra, nhưng đồ chừng trong bụng cô Lan có lẽ có người quen thuộc gì ở trong huyện chăng. Khi tới cổng, thoáng bóng người lính canh, bà cụ đã lộ vẻ sợ hãi, chùng bước lại, nhưng Lan đã kéo đi và dịu dàng bảo: Không sao, cụ cứ vào. Và bà cụ ngạc nhiên khi thấy Lan ung dung đi qua cổng huyện. Giữa lúc người lính canh chắp tay xón vén đứng né sang một bên, Lan sẽ hất hàm hỏi: Thầy tôi đâu hỡi chú? Người lính kính cẩn thưa: Dạ bẩm cô, con cũng không được rõ lắm, nhưng hình như cụ lớn chờ cơm cô. Cụ lớn đương ở ngoài vườn cảnh. Bà cụ lúc này mới biết Lan là con gái quan huyện, sợ hãi thưa: Bẩm thế mà tôi không được biết, xin cô đại xá cho. Lan cười dịu dàng bảo: Cụ chớ dạy quá lời như vậy. Bây giờ tôi định thế này, để tôi dẫn cụ xuống nhà ngang, rồi tôi lên nhà ăn cơm kẻo thầy tôi chờ.
nhân thể tôi sẽ lựa lời mà hỏi thầy tôi về việc của người con cụ. Sực nhớ làng lại hỏi: "À, mà cụ có lẽ chưa xơi cơm, để tôi bảo chúng nó dọn cụ xơi nhé." Bà cụ cảm ơn luôn miệng: "Cô thật phúc đức quá, xin cô cứ cố giúp thưa với cụ lớn cho tôi ăn cơm rồi. Và lại trong lúc bối rối này thì cũng chẳng bao giờ thấy đói nữa." Theo lời hứa, trong bữa cơm Lan đã hỏi cha và đã được biết cả Thích năm nay mới 22 tuổi, nhưng tính khí ngang tàn ngỗ ngược. Có lẽ cũng giống tính ông bố xưa kia, một tay bôn tẩu đó đây, đã từng chọc rời khuấy nước một thời. Thích đã nhiều lần can án và đã được mấy lần chịu tình kết án rất nhẹ. Nhưng có lẽ vì thế mà không thể làm cho Thích chừa bỏ được thói xưa. Và kết luận, ông Huyện đã thở dài mà bảo Lan rằng: "Thật là hữu tài hữu tật. Ta lần này có phải kết án Thích nặng cũng là bất đắc dĩ. Vì ta cũng tiếc hắn là thanh niên có bầu nhiệt huyết, trí tuệ lại thông minh, võ nghệ cũng giỏi. Lại đã nhiều lần có những hành động nghĩa khí hào hùng, làm cho các đồng bạn phải vô cùng kinh phục." Lan cũng đã nói cho cha biết việc mình gặp mẹ Thích và xin cha cho phép người đàn bà đáng thương hại ấy vào thăm con một lần, không chừng là một lần trót trong đời. Ông Huyện đã vui lòng cho phép. Thế là cơm nước xong xuôi, Lan lập tức dẫn bà cụ mẹ cả Thích vào trong nhà giam. Vì có Lan đi kèm bà cụ nên bọn lính canh để cho mẹ con được nói chuyện tự do, không bị thằng Thúc khó khăn như lệ thường. Dẫn bà cụ vào gặp mặt Thích rồi, Lan toan quay ra để cho hai người được tự do nói chuyện. Nhưng bà cụ đã nắm tay Lan giữ lại mà bảo rằng: "Xin cô hãy nán lại chốc lát đợi tôi. Và có cô chứng kiến, cô nghe lời tôi khuyên bảo cháu, rồi cô cho biết rằng tôi nói có phải hay không. May ra nhờ có lời vàng ngọc của cô mà nó hiểu được vỡ lẽ ra cũng chưa biết chừng." Bà cụ nài nỉ đến hai ba lần nên Lan không thể đừng được, đành phải nghe theo. Nàng để ý thấy quả nhiên đúng như lời cha mình nói lúc nãy. Thích là một trang thiếu niên tuấn tú, gương mặt tươi đẹp, cặp mắt sáng trong. Nhưng vầng trán thông minh đã sớm ghi lại những vết nhăn phong sương rầy rạng. Và trong cái nhếch mép, khi nói lúc cười, có thoảng một cái gì nghiêm khắc, nóng nảy, gan dạ, gớm ghê. Thích thấy mẹ vào thăm chỉ cúi đầu yên lặng. Bà cụ ôm lấy con trai khóc lóc mếu máo và nhắc đi nhắc lại những lời khuyên can, trách oán. Không biết lần này là lần thứ mấy mươi rồi. Để cho mẹ nói đã nhiều rồi, cả Thích mới buồn rầu nắm tay mẹ thở dài nói rằng: "Con chỉ biết lạy mẹ, xin lỗi mẹ. Những lời mẹ vừa nói đây cũng như những lời mẹ bao lần đã dạy bảo con nghe đều đã hiểu rõ cả. Và con thấy rằng con có tội lỗi nhiều lắm, con đã để mẹ buồn phiền hết sức. Con hối hận và chỉ ước muốn từ rày sắp sau sẽ theo đúng lời mẹ dạy, tu tâm sửa tính, bỏ thói lỗi xưa. Khốn nhưng lại mẹ, xin mẹ hiểu cho con chỉ được vài ba ngày thôi, rồi thì hình như tan canh rồi phải sáng. Cơn đèn đã kéo đầy u ám thì gió lớn phải nổi lên. Con lại thấy lòng con bồng bột náo nức. Và rồi kết cục không còn cách gì tự ngăn cản nữa, con lại một dao một gậy ra đi. Để rồi con lại phạm vào bao tội lỗi, mà tội nặng nhất là đã không theo lời mẹ và làm mẹ buồn phiền." Giọng Thích nói rất thành thực, ấm áp, và sao mà thấm thía đến tâm can người nghe đến thế. Bà cụ không biết nói năng gì. Có lẽ người mẹ đáng thương ấy đã hiểu được đôi chút lòng con, chỉ khóc nức nở. Và Lan cũng không sao cầm được giọt nước mắt nữa, vẫn cúi gục bên gối mẹ như một kẻ xưng tội đương ăn năn. Thích tiếp: "Lạy mẹ, mẹ tha thứ cho con. Mãi đến bây giờ con mới dám nói thực nỗi lòng con. Mẹ hãy tưởng tượng đến một con chó sói bị người bắt đem về nhà nuôi từ thuở nhỏ. Nó lớn dần lên cũng chịu ăn cơm nhạt, đêm trong nhà ngày sủa cắn bọn ăn mày rách rưới, cũng biết liếm tay chủ và vẫy đuôi mừng. Nhưng rồi một ngày kia, dòng máu cương cường trong tâm nó như tràn lan, và nghe tiếng gọi của núi rừng, nó lại vụt bỏ ra đi để trở về với cảnh tự do mãnh liệt. Con cũng như con chó rừng ấy, con không thể nào không ra đi được, mặc dầu biết rằng ở nhà sẽ được yên vui." Tới đây Lan chợt có một ý nghĩ ngắt lời Thích. "Có lẽ là vì ông chưa thấy có một cái gì ràng buộc ông ở nhà." Thích chưa kịp trả lời thì bà cụ mẹ Thích đã thở dài nói: "Tôi cũng đã nghĩ như cô, và tôi cũng định kiếm cho nó một người vợ cho nên nhà nên cửa.
Và như thế thì thê tróc tử phọt, nó sẽ không thể lông bông được nữa. Nhưng Thích ngắt lời mẹ, lắc đầu. Bây giờ thì mẹ còn nhắc làm gì đến chuyện ấy nữa. Và bây giờ dù con có thuận thì cũng là chậm quá mất rồi. Lần này con chắc thế nào cũng bị kết án nặng, chưa biết chừng bị đày đi đến đất nước nào. Vậy thì mẹ đã vào đây, con đã được nói rõ mọi điều để mẹ nghe rồi. Con chỉ còn mong mẹ hiểu và tha thứ cho con, có thế thôi. Từ nay xin mẹ cứ coi như chẳng có con nữa, thế là xong. Bà cụ nghe con nói khóc nức nở, nghẹn ngào, chẳng còn nói năng gì được nữa. Lan Nghĩ thương tình kéo bà cụ ra khỏi nhà giam và kiếm lời an ủi. Xin cụ hãy thư tâm để ta thử tính xem có cách gì khuyên bảo được cậu ấy không. Bà cụ thở dài lau nước mắt. Tôi rất cảm ơn cô, nhưng tôi thực hết hy vọng rồi. Nghĩ đời tôi vô phúc quá chừng. Ai lại chồng chết sớm, để lại cho một đứa con trai thì nó lại ngang ngạnh như vậy. Có con thực khổ vì con. Lan chợt có một ý định, nàng kéo bà cụ về phòng riêng của mình rồi bảo rằng: Cụ hãy yên lòng, ở lại đây chờ một ngày để tôi liệu lời thưa chuyện đầu đuôi với thầy tôi. May ra thầy tôi có nghĩ được cách gì giảm tội cho cậu ấy không. Bà cụ nghe nói lại nảy chút hy vọng, tái tam cảm tạ Lan, xưng tụng như là một vị phúc tinh trời sai xuống để giúp mình vậy. Nhưng trong lòng Lan lại có ý định khác. Nàng thấy thương hại bà cụ quá và nghĩ rằng nếu mình chịu hy sinh một chút thì may ra có thể gây hạnh phúc được cho bà cụ chăng. Và như ta đã biết, nàng vốn giống tính cha, khẳng khái và lại không câu nệ. Nàng rất có thể làm những việc mà kẻ khác rụt rè chẳng dám làm. Thế là tối hôm ấy, sau khi đã đắn đo nghĩ ngợi kỹ lưỡng, Lan lại xuống nhà giam và tìm đến phòng của Thích. Nghe có tiếng người mở khóa, vào Thích đương nằm, chợt ngồi nhổm dậy. Nhưng chân chàng vẫn không thể co lại được vì đã bị nêm chặt vào trong một chiếc cùm lim lớn. Nhận ra Lan, Thích lễ phép chào. Xin cô tha lỗi, tôi vì chiếc cùm nên không thể đứng lên được, thật là vô phép. Lan cười rất tự nhiên bảo: Chỗ này tôi tưởng chẳng phải là nơi chúng ta nên nói những câu khách sáo ấy. Rồi trong khi Thích ngạc nhiên nhìn mình, Lan nhìn thẳng vào mặt chàng và hỏi: Nhưng trước hết anh có biết tôi là ai không đã? Thích gật đầu. Lúc nãy tôi đã mạn phép cô hỏi bác lính canh thì bác có bảo cho tôi được biết cô là ái nữ quan lớn ở đây. Lan gật đầu. Và còn một điều nữa mà người lính ấy không biết là thầy tôi xưa kia với ông thân ra anh là chỗ thăm giao cố cựu. Nhưng vì sinh kế mỗi người ở một nơi, ít vãng la giao tiếp nên tưởng chừng không còn tin tức gì của nhau nữa. Thích nghĩ ngợi, sau gật gù bảo: Thôi, bây giờ tôi mới nghĩ ra, thảo nào mà trước đây mấy lần quan lớn ở đây vẫn tỏ tình khoan dung đại lượng một cách rộng rãi quá chừng. Lan ngắt lời bảo: Những việc trước đã qua rồi, không cần nói đến nữa. Chúng ta hãy nghĩ đến việc hiện giờ. Lúc nãy bà cụ nói như vậy, anh hình như không để ý nghe mấy thì phải. Thích lắc đầu. Nếu vậy thì cô nhầm, vì rằng những lời đó mẹ tôi đã từng nói đi nói lại bên tai tôi không biết đến mấy chục lần. Lan gật gù bảo: Vậy mà anh vẫn không chịu chiều theo ý bà cụ thì thật tôi không hiểu ra làm sao đấy. Thích cau mặt. Thì tôi đã nói để mẹ tôi được hiểu và vừa rồi cô cũng đã có nghe. Lan gật đầu. Nhưng tôi còn chưa hiểu tại sao mà anh lại không chịu lấy vợ để lập gia đình. Thích thở dài. Cô nghĩ mà xem, dù tôi có muốn cũng dễ có ai thèm lấy tôi. Đã chẳng nghề ngỗng gì mà lại bông lông đeo trên lưng vài ba cái án. Lan nghiêm giọng bảo: Anh chắc thực thế ư? Tôi thì không tin thế. Thích gật đầu. Nếu vậy thì cô nhầm. Lan lắc đầu. Tôi không nhầm. Thích nhất quyết cãi. Cô nhầm là vì trên đời này không có một người con gái nào lại dại dột ngu ngốc đến như vậy. Lan cười. Chắc chỉ vì anh chê dại dột ngu ngốc nên dù có người con gái ấy anh cũng không thèm lấy. Thích có vẻ suy nghĩ. Giây lát chàng buồn rầu mà bảo: Cô à, lắm lúc tôi cũng thương mẹ tôi lắm, nhưng không làm sao được. Vì sự thực, nếu ở đời có người con gái chịu lấy tôi thực thì có lẽ tôi cũng muốn lấy thử xem sao. May ra mà sống trong cảnh vợ con, tôi sẽ chẳng còn có ý muốn dọc ngang bay nhảy nữa. Lan gật gù bảo:
Anh nói như vậy là người biết nghĩ lắm. Thôi anh ngủ cho yên giấc nhé. Để tôi lên bàn một chuyện này với bà cụ, một chuyện hay cho anh. Và không ngần ngại, Lan thẳng thắn nói cho bà cụ mẹ Thích biết ý định của mình. Nàng đã nhất định bằng lòng lấy Thích để thử xem có giữ nổi chàng không. Bà cụ không có thể tin là sự thật, lắc đầu. Cô nói đùa. Không, con đâu dám nói đùa với cụ. Chắc không thể nào được. Vì giá cô có lòng thực thương mẹ con tôi như vậy, quan lớn nhà cũng chẳng bao giờ bằng lòng. Lan quả quyết nói. Không, con biết tính thầy con lắm. Thầy con sẽ không hề câu nệ kia khác. Và sau khi hiểu ý con sẽ ưng thuận ngay. Bà cụ vẫn lắc đầu. Nhưng hiện bây giờ nó đương ở trong vòng tội lỗi, cô dù có muốn cứu vớt cũng không được nào. Lan cười. Đó là quyền ở thầy tôi. Nếu thầy tôi đã ưng thuận thì sẽ chẳng có gì là không được nữa. Tâm vẫn cúi đầu chăm chú nghe mẹ kể lại chuyện xưa. Bà cụ ngừng lại một lát rồi lại tiếp. Quả nhiên ông ngoại con, sau khi nghe ta kể hết đầu đuôi, bằng lòng cho ta lấy thầy con ngay. Vì chính ông ngoại con cũng vốn biết cha con là người khẳng khái, chí khí hiếm có. Cha con được thoát vòng lao lung tù tội, cảm bụng ta và hứa sẽ hết sức kiềm chế mình để cho bà nội con khỏi phải buồn phiền. Thầy con lại hứa sẽ dẹp hết mọi tính hung hăng bạo tợn. Bà cụ thở dài. Điều thứ nhất thầy con theo đúng, nhất là từ khi mẹ đẻ chị Tuyết con thì thầy con không còn có ý gì muốn bay nhảy vẫy vùng nữa. Nhưng còn điều thứ hai thì một hôm, vì một chuyện bóng gió không đâu, thầy con nghi ngờ ghen tuông với ta và nổi cơn hung đánh ta một trận dữ dội đến nỗi phải trụy thai. Rồi đến khi hiểu rõ ta bị oan, thầy con hối hận hết sức, nhưng cũng hơi muộn mất rồi. Bà nội con vì buồn phiền đã mắc bệnh mà từ trần, còn ta thì cũng mấy lần chết đi sống lại vì trận đòn hung ác. Ngừng lại một lát, bà cụ lại tiếp. Nhưng sau đó thì tính nết thầy con thay đổi hẳn, người ít nói, lúc nào cũng đăm chiêu như suy tính điều gì. Có lẽ người nghĩ lại càng hối hận những việc đã qua và trở thành một người khác hẳn. Bình tĩnh quá hóa lạnh lùng, ta thay thế cũng yên lòng, chỉ còn lo có con nữa thôi. Trước những mong sẽ uống nắng ngay từ thuở nhỏ, song không ngờ mà bất thình lình con đã bỏ ra đi. Và rồi con trở về, để bây giờ ta được thấy rõ, có lẽ dòng máu hung ngược và ngang tàn kia chảy trong thân thể con sẽ không có phương sách gì đổi thay đi cho được. Và bà vẫy tay ra hiệu cho Tâm đứng dậy. Bà cụ ho rũ một hồi lại tiếp. Thôi, đó cũng là số mệnh trời. Ta đã nói cho con hiểu rõ rồi, ta không muốn nói gì thêm nữa. Một ánh sáng. Từ hôm đó, bà cụ mẹ Tâm mang trọng bệnh. Tâm còn phải mất đi làm, và Tuyết thì tối tâm sờ soạn. Nếu không có Thục Sang trông nom săn sóc, hầu hạ chăm nom, thì thực cảnh nhà cũng bấn. Ông Tú Hiệp cũng hết sức rang rỡ thuốc thang, nhờ đó mà bệnh tình bà cụ trong ít ngày đã có phần thuyên giảm. Tâm lo lắng thấy mình bây giờ cần phải làm sao bỏ hẳn cách sống ngang tàn ngoài khuôn phép đi mới được, nên nhất quyết lập hẳn một đời sống mới. Chàng thấy ông chủ xưởng đã có lòng tin cậy, nên nghĩ đến bọn anh em chân tay, cũng muốn giúp họ có công việc làm chắc chắn, khỏi phải bồng lông sớm tối, hư mất con người. Bởi vậy chàng định sẽ dẫn bọn họ đến xin chủ mình mỗi người một việc làm. Chàng đã dặn trước anh em chiều tối hôm ấy sẽ tới nhà ông chủ xưởng. Chàng về qua nhà ăn cơm rồi sẽ đến đó ngay. Anh em cứ đợi quanh quẩn ở ngoài cửa rồi chàng sẽ dẫn vào. Trước khi đi, chàng có sang bên nhà Thục và hỏi xem có cần mua bán thức gì trên phố không thì chàng mua giúp. Ông Tú Hiệp có bảo: À, nếu anh có đi bây giờ thì để tôi đi cùng cả cho vui, vì đơn thuốc hôm nay tôi bốc ghé bổ cho bà cụ, cũng muốn thân lên hiệu xem có thứ thuộc địa tốt không thì uống mới được, kẻo bị thuốc xấu thì uống vào chỉ tổ sinh bệnh.
Tâm vâng lời đợi cô Tú cùng đi. Một lát sau, trẻ già bên nhau trò chuyện, xem ý rất là tương đắc. Nhưng khi Tâm và ông Tú đi quá khỏi nhà điện chừng ít bước, bỗng thấy đằng sau mô đất nhảy sổ ra một người. Tuy trời nhá nhem tối, nhưng Tâm cũng nhận được kẻ đó chính là Ba Sừng Bò, người đã bị Tâm cho một bài học đích đáng trong nhà Thục hôm nào. Hắn vung một lưỡi dao bầu và hùng hổ nhân lúc bất ý xông tới định chém Tâm. Nhưng cũng như lần trước, Tâm nhanh nhẹn tránh thoát khỏi lưỡi dao và không bỏ lỡ một phút nào tiến lên, định sau một vài đường quyền sẽ bắt Ba Sừng Bò phải lại xin tha chết. Nhưng Ba đã quay mình bỏ chạy. Tâm nhất định đuổi theo. Nhưng Tâm chưa chạy được mấy bước đã thấy sau mô đất cạnh đó ồ ạt xông ra đến 8-9 người. Kẻ nào cũng tay bơi chèo, tay thước, ùa cả lại vây bọc lấy Tâm và đánh đấm túi bụi. Trong lúc bất ngờ và trong tay không có lấy một thước sắt, Tâm phải cố hết sức chống đỡ, nhưng lo lắng chẳng biết có thể gắng cầm cự như vậy được trong bao lâu nữa. May thay, giữa lúc nguy khốn, ông Tú Hiệp đã nhảy vọt vào vòng chiến. Ông lúc này như bỗng biến hẳn thành người khác. Chiếc khăn lược vấn ông đã chặt sổ ra và cầm ở nơi tay, căng thẳng chẳng khác nào một chiếc gậy. Rồi thì xông sáo đánh đỡ, tay cầm khăn giữ thế thủ, chân xông đá tới tấp tiến công. Chỉ trong chốc lát, ông đã đỡ và giật được 3-4 ngọn gậy, cùng đã cho 2-3 tên hèn nhát ngã quay lơ. Thế là chẳng ai bảo ai, bọn kia cùng ù té chạy cả xuống bãi. Tâm nóng nảy định rượt theo, nhưng ông Tú đã cản lại mà bảo: "Thôi anh à, ta hãy tha cho chúng, đánh làm gì bọn hèn nhát ấy cho bẩn tay, vả lại chúng ta cũng còn việc của chúng ta." Tâm theo lời dừng lại, nhưng chàng chố mắt ra mà nhìn ông Tú, lúc này đương ung dung, vừa đi vừa chít lại khăn, cố nắng nó cho chữ nhân ở vành khăn được thẳng thắn. Tâm rụt rè thưa: "Con thật không ngờ ông giỏi quá, vậy mà ông cứ giấu con." Ông Tú cười: "Tôi cũng không có ý giấu anh làm gì, nhưng chẳng lẽ tôi đem khoe." Tâm kính phục tiếp: "Vậy mà bọn Ba Sừng Bò hôm nọ đến nhà toan làm dữ, ông vẫn điềm nhiên không chút động. Bây giờ con mới nhớ lại lời một ông thầy tàu xưa dạy võ con có bảo: kẻ võ thực giỏi lại là người không muốn dùng đến võ bao giờ. Câu ấy thật là chí lý." Ông Tú cười: "Nhưng lời anh khen tôi thì quá đáng. Tôi không đến nỗi nóng nảy như anh, chính là nhờ ở học vấn đạo lý vậy. Tính anh còn vội vàng, hấp tấp, bồng bột, nóng nảy. Có lẽ là chỉ vì đạo học Tây anh không có mà đạo học Đông Phương anh cũng chưa từng lĩnh hội." Ngừng lại một lát, ông Tú lại tiếp: "Tôi xưa nay có lẽ còn ngang ngạnh hung hăng gấp mấy anh. Tôi đã từng thi đậu cử nhân võ và đã từng chỉ vì một chuyện tức tối nhỏ lập tức bỏ võ theo văn và những định nêu một khi công thành danh toại sẽ cho kẻ địch của mình một bài học hẳn hoi. Nhưng rồi càng học, tôi càng thấy cái ý định trả thù của tôi là nhỏ nhen, là hẹp hòi vô lý. Tôi đã biết xét tôi một cách công bình và tự trách mình chính trước khi chỉ vì nóng nảy, ghen gỗ mà sinh ra lắm chuyện. Nhờ có đạo lý của Khổng Giáo, tôi đã biết đứng dừng lại ở cái mặt quân bình, đích đáng. Tôi đã hiểu đạo người chủ ở nhân và nghĩa. Quá nhân thì yếu, quá nghĩa thì khắc, không đủ nhân thì ác, không đủ nghĩa thì bạc. Tôi đã biết tự kiềm chế tôi để theo thực đúng cái thuyết trung dung của Đức Khổng." Tâm vẫn để ý lắng tai nghe. Ông Tú suy nghĩ giây lát rồi lại tiếp: "Hôm nọ tôi nghe anh thuật lại những lời nói của bà cụ, tôi đã nảy ra một ý kiến ngay. Nhân đây tôi nói cho anh rõ, hiện nay anh có tài, có trí, nhưng tâm tính chưa thuần. Giọt máu tổ truyền trong người anh vốn dễ sôi lên rất mạnh, nên cần phải có học vấn hoặc Đông hoặc Tây nhuần thấm trí óc anh để kềm giữ lại. Tôi có thể ví anh giống như một chiếc xe ngựa. Xe tốt đấy, ngựa hay đấy, nhưng còn thiếu mất bộ dây cương. Không có cương, xe không thể đi theo con đường chính và sẽ không kìm hãm lại được khi gặp phải con đường dốc." Suốt dọc đường, ông Tú còn giảng giải cho Tâm nghe nhiều điều nữa. Tâm càng nghe, càng như thấy có một ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào trong tâm hồn. Cả hai cùng mê mải bàn luận, hầu như quên rằng đã cùng đi đến trước cửa xưởng Tâm làm từ lúc nào. Một vài tiếng gọi làm cho hai người giật mình: "Anh Tâm, anh Bảy, chúng em chờ anh đã từ lâu." Tâm sực nhớ đến việc phải cần dẫn anh em vào trình diện với ông chủ. Nhưng chiếc cổng sắt hay còn đóng kín mít,
Có lẽ lúc này ông chủ còn đưa mắt dùng cơm. Tâm còn lưỡng lự chưa biết có nên bấm chuông gọi không, thì bỗng trên gác căn nhà của ông chủ xưởng có tiếng kêu gọi thất thanh. Chỉ trong chốc lát có tiếng kêu cháy và một vài ngọn lửa chẳng biết bốc từ đâu đã lém ra cháy lan cả vào những chiếc điềm che cửa, trông đỏ rực. Tâm nghe rõ tiếng ông chủ mình kêu lên. Nửa phút sau, Tâm lại thấy ông chủ thò đầu ra một chiếc cửa sổ tầng trên nữa, tay ôm một đứa nhỏ đương khóc khét, và đằng sau ông là bà vợ, mặt xám ngắt không còn một giọt máu. Tâm thấy rõ ràng ông chủ xưởng như định mở chiếc cửa kính để nhảy ra. Tâm vội kêu lớn: "Hãy khoan, ông chủ cứ vững tâm, chúng tôi lên bây giờ." Và chàng quay lại thét anh em, cả ông Tú Hiệp nữa, cùng vượt qua rào sắt mà vào. Rồi chốc lát sau, hợp với bọn gia nhân, Tâm cùng ông Tú Hiệp và anh em đã dập tắt được ngọn lửa. Sau khi mấy người đã liều mạng theo lối ống máng trèo lên trên tường thượng và cứu vợ chồng ông chủ xưởng cùng hai người con nhỏ xuống. Chúng ta không cần nói ông chủ xưởng ân cần tiếp đãi bọn Tâm, những ân nhân của vợ chồng mình, một cách trịnh trọng và niềm nở đến thế nào. Ông hỏi họ tên từng người, và sau khi được Tâm kể rõ tình cảnh mình cũng như tình cảnh anh em cho ông nghe, ông vui vẻ bảo: "Được rồi, anh em không ngại, anh em mỗi người sẽ có một việc làm chắc chắn ở đây, vì từ giờ anh em có thể coi xưởng này cũng như chính của anh em vậy." Hỏi kỹ lại cảnh nhà của Tâm một lượt, ông chủ xưởng lại quay bảo vợ rằng: "Thế nào, mình nghĩ thế nào? Tôi rất muốn gặp bà mẹ đã được hạnh phúc có một người con trai can đảm và nghĩa hiệp như Tâm." Bà vợ cũng đồng ý với chồng bảo: "Tôi đương nóng được thân đến cảm ơn bà cụ, vì bà sinh ra anh Tâm, tức cũng là đại ân nhân của nhà ta." Thế là ông chủ nhất quyết gọi tài xế đánh hai chiếc xe, mời cả mọi người lên và thẳng về nhà Tâm. Chàng sung sướng quá chừng, khi xe vừa đổ đã vội vàng nhảy xuống chạy thẳng về nhà báo tin cho mẹ. Nhưng vừa đẩy cửa, chàng đã thấy Ký Bồng lù lù đứng đó rồi. Lão đương giơ tay giơ chân lớn tiếng nói cho bà cụ và Tuyết Ke: "Tôi đã nói ngay từ trước kia mà, bé không viên cả gãy cành. Bây giờ cụ đã thấy chưa, gớm, chúng nó cũng cả gan quá lắm. Vừa mới chập tối mà đã dám tụ năm tụ ba vào nhà người ta phóng hỏa để phá cổng rồi ăn cướp." Rồi như muốn cho mọi người tin mình hơn nữa, Ký Bồng tiếp luôn ngay: "Chính mắt tôi trông thấy mà lại, khiếp quá, lửa bốc ngùng ngục, mà bọn du côn do Tâm cầm đầu leo bừa cả lên ống máng để lên bắt vợ chồng chủ nhà. Nhưng chắc chúng chẳng thoát được lưới pháp luật đâu. Tôi cho phen này thì rủ tù cả nút với nhau." Vừa lúc đó Ký Bồng quay lại thấy Tâm, hắn cười nhạt bảo: "Gớm, tha hồ mà phát tài nhé. Bây giờ tôi mới biết người anh em có cái hổn danh là anh Bãi Gò Công, đứng đầu bọn du côn ăn cướp ở bến Phà Đen đấy. Thảo hèn mà cơm khiếp qua." Tâm tức tối quát: "Mày muốn sống, im ngay." Vừa nói Tâm vừa bước lại làm cho Ký Bồng hoảng hốt chạy lùi. Bà mẹ Tâm đã vùng ngồi dậy quắt mắt, chỉ vào mặt Tâm mà mắng lớn: "Này, mày có giỏi thì hãy giết tao đi đã. Trước mặt tao mà mày còn thế thì vắng tao, hèn chi mày cướp của giết người. Thế mà cứ leo lẻo lại van hứa hẹn. Mày thực là một thằng hèn nhát, một thằng bất hiếu." Tâm sợ hãi trước cơn thịnh nộ của mẹ. Tâm chưa dám phân giải điều gì, nhưng ngay lúc này vợ chồng ông chủ xưởng bế hai đứa con nhỏ đã bước vào trong nhà. Ông vui vẻ tiến đến bên bà cụ và nói rằng: "Tôi xin có lời mừng bà. Bà thật vinh dự mà có một người con trai can đảm và nghĩa khí như Tâm. Thật vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ này, không có Tâm cùng những anh em đây thì lúc này đã bị thiêu chết trong đống lửa rồi." Thấy bà cụ mẹ Tâm ngơ ngác chưa hiểu, ông chủ xưởng quay lại phía ông Tú Hiệp: "Tôi nói không được rõ ràng cho lắm, vậy xin ông làm ơn kể lại chuyện vừa xảy ra cho bà cụ nghe." Thục lúc này thấy Huyên Náo cũng chạy sang, nàng đứng sát cạnh Tâm, và trong khi nghe ông bác mình kể lại mọi việc, nàng se sẻ kéo tay Tâm và nói nhỏ: "Mẹ chúng ta phen này thật là hoàn toàn sung sướng hả hê anh nhỉ?" Tâm chưa kịp nói gì thì ông chủ xưởng chợt nghe tiếng Thục quay lại. Ông thật thà chỉ tay hỏi: "Đây chắc hẳn là bà vợ, vị ân nhân của chúng tôi." Tâm luống cuống chẳng biết nên nói rằng phải hay chưa phải. Thục lại càng luống cuống hơn nữa, nàng thẹn đỏ mặt chẳng biết lẩn tránh vào đâu. Tiếc rằng không có phép gì mà thu biến nhỏ hẳn lại để nấp kín vào một chỗ nào, ẩn náu vào sau lưng Tâm chẳng hạn. Hết
truyện